đường lên Phan Xi Păng các bạn. Trước mặt mình là cái dãy Phan Xi Păng. Alo, em có cái biển con xe không em? Alo. Rồi cho anh một xe nữa, xe ra thành nhé, đi số này nhé. Rồi. Vườn hoa hoải hương thảo đó các bạn, điểm gì ôi các bạn ơi, vườn hoa hoải hương màu tím đẹp thế. Vườn hoa hoải hương đó các bạn. Ôi trời ơi nó đẹp thế. Các bạn thấy cái vườn hoa hoải hương đó, nó đẹp thế. Các bạn ơi, Bạch Chân đi cái đỉnh Phan Xi Păng này trở lại đây là lần thứ nhì rồi đó các bạn. Dưới này là hoa hồng đó các bạn. Đây là Phan Xi Păng đó các bạn.
Sáng nay chúng tôi tham quan festival, hành trình của chúng tôi. Đây là dưới công viên đó các bạn. Các bạn có tranh thủ với dịp đi safari ra festival để cho biết ngắm cái cảnh đẹp của đất nước của chúng ta. Có mây đó các bạn, đó đường cho xuống. Đây là nhà ga của festival. Rồi dưới đó là cái bản làng của dân tộc đó các bạn. Người dân tộc ở dưới bản làng đó. Ở dưới bản ra đó các bạn. Rồi bây giờ khởi hành cáp treo lên đỉnh Festival các bạn. Các bạn đồng hành cùng Bạch Trăng nha. Đây là trên cáp quay xuống bản làng của dân tộc đó các bạn. Cái này mình có cái dù mình nhảy ra đây cái của mình coi ở đây nó đã ở cái là cái đúng rồi em tham của một cái đẹp thân tình. Hôm nay Bạch Trăng là tỉnh Phan Xê Văn, bây giờ đang đi cáp. Và trong những trải nghiệm lần sau để đảm bảo an toàn cho du lịch, 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 để đ
Đây là con bậc thang đó các bạn, ở trên cáp chụp xuống. Khe xuôi rất sâu nhưng mà họ đi từ dưới này đường với những người đi tiếp theo rồi. Rồi cùng với cái đoàn mấy chú ở đây cũng đi tham quan. Đây là cái nhà hàng ở trên đỉnh Phan Xi Păng đó các bạn. Chúng tôi đang lên tới đỉnh Phan Xi Păng này, ra khỏi cáp treo. Các bạn cùng theo dõi đồng hành với chúng tôi nha. Các bạn ơi, chúng ta lên trên cổng trời rồi, thằng dân giái giỏ đi rồi, cùng anh dân bay nha. Ở đây là trên đền Tam Tòa Thánh Mẫu của đỉnh Phan Xi Păng. Bà Chúa Thượng Ngàn, Mẫu Thượng Ngàn. Ở đây là đền Mẫu. Ở đây là chùa đó các bạn, trên chùa trên đỉnh Phan Xi Păng. Đây là trên chính điện đại hồng bụi điện của chùa trên đỉnh Phan Xi Păng. Bên này là phía tay trái nhìn vô đó các bạn. Bên này là phía tay phải. Tay trái cũng thờ hai vị thiên dương đó các bạn. Đây là trên đỉnh Phan Xi Păng. Đây là chân dung hòa thượng đang ngồi tọa thiền. Đây là trên chùa, tôi quay ngó xuống đó các bạn. Đây là thờ Tam Tổ, Bồ Đề Đạt Ma của đỉnh Phan Xi Păng. Đây là thờ Vua Hùng, Vua Bắc Hồ,
ban thờ của các đời vua. Mẹ bên tay phải mà